Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi chiều tối ngày 17 tháng 11 năm 2019, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự lại được chào đón một vị khách hàng đến từ Đông Triều, Quảng Ninh. Anh về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lựa chọn cho mình một chiếc đài Victor DC5 vừa về với cửa hàng và một chiếc quạt là hàng sưu tầm. Thì anh lựa chọn hai sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, đây hai sản phẩm của vị khách hàng đến từ Đông Triều, Quảng Ninh. Vâng, chiếc đài này thì cửa hàng chưa có clip thông báo hàng về và anh Tuấn đến từ Quảng Ninh cũng đã lựa chọn ngay. Cửa hàng đang chạy đĩa than để test thử cho anh. Và chiếc đài này được thiết kế một cửa băng cassette phía trước. Chiếc đài này thì có chiều sâu rất là sâu, chiều rộng thì hơn chiếc đài Sharp 3.7 một chút. Vâng, và anh có lựa chọn thêm cho mình một chiếc quạt của Mỹ có sải cánh 30. Chiếc quạt này thì có mã số là 130 và tại thời điểm này thì nó đã có 112 tuổi và được sản xuất năm 1907, được sử dụng điện 100V, còn rất là mới luôn. Vâng, vậy cửa hàng âm thanh Đức Hạnh làm một clip ngắn như vậy thông báo cho những vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh. Được biết hai sản phẩm tiếp theo lại rời khỏi cửa hàng trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 11 năm 2019. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm và phối ghép tất cả các sản phẩm audio và những sản phẩm là hàng sưu tầm bên cửa hàng, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, trong buổi tối ngày hôm nay thì cửa hàng có một số ít sản phẩm về cửa hàng. Có thể cửa hàng không làm clip thông báo hàng về nữa, bởi vì có một chiếc đài QT88 cũng vừa về và một chiếc đài V3. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các clip tiếp theo.